Ok, hello anh em nha, chào mừng anh em trở lại với kênh của mình nhé. Mình là Trung đây anh em. Đấy, thì hôm nay mình làm một cái video về con game Bestender này anh em. Đấy, mình đã chơi cũng được gần một tháng rồi, nhưng mà có một cái bất ngờ hôm nay mình biết anh em ạ. Thì hiện tại mình đang ở server Bắc Mỹ anh em. Thì có một cái server Bắc Mỹ nó rất là khác nha anh em. Cùng là xây một cái giả lập, nhưng mà chỉ khác cái là một cái server C bình thường mình vẫn hay bắn, và một cái là server Bắc Mỹ thôi, server LA đấy. Thì có một cái mình mới tìm hiểu ra như này, anh em để ý này. Đấy, cái server Bắc Mỹ này nó không có cái map vùng đất chết 4 người nha anh em. Đấy, nó rất buồn cười cái là không có map đấy. Khi mà anh em ở server C ấy, anh em trên PC nhá, anh em bật lên thì anh em sẽ thấy một cái map vùng đất chết có cả team 4 không. Nhưng mà ở đây nó không có anh em, đây chỉ có cái vùng đất chết nhỏ, thu nhỏ này thôi. Thì mình thấy nó khá là buồn cười đấy. Không hiểu sao nó lại có sự khác biệt đến như vậy anh em ạ. Đấy, còn lại những cái sự kiện như này thì nó đều giống như là ấy thôi. Bên server C của mình, nhưng mà được cái bên này nó rất đông người chơi anh em ạ. Anh em chơi trên mobile thì mình không biết, chứ anh em chơi giả lập ấy, mình chơi server C ấy, mình tìm trận solo khá là lâu. Mà đôi khi là vào trận này còn có những trận không gặp một người nào cơ. Nhưng mà mình bắn ở cái bên server Bắc Mỹ này ấy, thì khá là đông. Cảm nhận của mình nó khá là đông người anh em ạ. Tìm trận nó cũng nhanh hơn đấy, kể cả tìm, anh em tìm trận danh solo ấy. Nhưng mà nó có một cái trở ngại ấy, là cái ping nó hơi bị cao anh em ạ. Anh em để ý góc bên phải của mình này, ping tận 135 cơ. Đấy, thì cái ping cao nó hơi ảnh hưởng một chút đến chơi game của anh em ấy. Thường thường những cái hành động như anh em mở hòm rồi là bắn biết là anh em chậm hơn, mình nghĩ nó phải đến tầm nửa giây đấy. Mà được cái đông người anh em ạ, mình bắn solo nhưng mà đông người lắm. Thì mình nghĩ là nếu như anh em nào mà kiểu muốn nhiều trận ấy thì anh em có thể sang bên này bắn. Còn anh em mà muốn cày tiền thì cứ chơi solo ở ấy thôi, ở server C bắn cái vùng đất chết, cái chế độ mà 25 phút một trận ấy thì anh em cứ bắn thôi. Nhưng kiểu tầm đêm đêm ấy, khi mà cái map ấy nó đóng cửa ấy, thì anh em hoàn toàn có thể sang bên này chơi. Đấy, đây thì mình sẽ trải nghiệm luôn một trận luôn nha anh em. Trận này không biết có đông người không, nhưng mà hôm qua mình chơi với khung giờ khá là muộn, mình chơi lúc 2 đến 3 giờ sáng ấy, và đông người dã man luôn, bắn solo ấy. Đông người dã man ấy, kể cả map này hay là map shelter nó cũng đều đông người. Mình nghĩ có khả năng là do nó không có cái map 4 viên, map team 4 kia, nên là số lượng người nó không bị trải ra các map ấy. Đây, anh em để ý không? Mình ấn mở hòm nó bị khựng mất một nhịp ấy. Mở hòm này anh em nút đồ nút điếc nó sẽ bị khựng khựng, để khi anh em kê địch ra bắn ấy, nó sẽ đôi khi hơi bị chậm hơn. Anh em sẽ gặp nhiều cái trường hợp theo cái kiểu là rõ ràng là mình giạt ra mình bắn nó trước mà sao mình lại chết còn nó lại sống ấy. Đấy, nó do ping anh em ạ. Ping tận 134 cơ. Mà nói chung là nó không quá quá đấy. Vẫn ok, vẫn anh em vẫn có thể trải nghiệm game một cách hoàn hảo được. Nên mình nghĩ là anh em nào muốn cày KDA là sang cái server này được ấy, tại vì mình cảm nhận cho bên này tay to thì cũng có anh em, tay to cũng gặp nhiều. Nhưng mà cái mặt bằng chung ấy thì mình đánh giá là cái server C của mình nó vẫn cứ là nhỉnh hơn. Tay mặt bằng chung nó vẫn nhỉnh hơn, còn nói chung là server nào cũng vậy thôi, có người bắn hay người bắn kém anh em. Tích chân, có tích chân anh em. Mình mò nó nhá. Giày giảm âm anh em ạ. Đi cái giày giảm âm này nên nó không nghe được mình mò. Bạn ấy vẫn đang chăm chỉ lúc đồ quá. Có gì hấp dẫn không ta? Anh
anh em nào mà mình nghĩ là anh em mà bắn ở bên server C mà tay to to một chút đấy, anh em sang sang server này thì mình nghĩ là hay đấy, anh em bắn kiểu gắt đấy, thực sự đấy. Chắc là anh em sang bên này anh em gần như là anh em hành 90% map mất. Đến như mình ở server C bắn gọi là thể loại gọi gà mờ, bắn kém 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 mà sang bên này cũng còn mút mát được anh em ạ. Sang bên này thi thoảng vẫn còn dình dập được. Nên là khi anh em sang bên server bên này ấy, ping nó cao này này, anh em sẽ tránh được khá khá pháp sư Trung Hoa đấy. Cái gì ta, cái ca đến mắt này. Thôi rồi nhặt đi. Thanh niên chuyên cần như mình bắn nhau thì ít, chỉ rình rình đi nút đồ thôi mà lại bỏ qua thì nó lại phí quá. Mấy cái kiểu phụ kiện nên bán ra tiền thì mình cứ nhặt anh em. Mấy cái đây bán nó nhanh. Như cái bên server này mà nó có cái map vùng đất chết mà 25 phút ấy thì chơi sướng này, thỏa mãn cái niềm đam mê đi loot của mình. Có tội bên này nó không có, hơi tiếc. Gì ta? Xanh đi. Người nữa này. Nghe tiếng chân, nghe tiếng chân. Nè, các bạn ấy chạy cục 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 lên rồi. Mình không phải nói gì nhưng mà mình cảm giác khi mà mình bắn bên này anh em ạ, mình cảm giác cái kiểu bên này người ta anh em chơi ấy vẫn chưa biết mua cái giày giảm tiếng chân đấy, giày giảm tiếng 80% tiếng chân khi mà anh em đi chậm hay là ngồi ấy. Vì mình cảm thấy ở bên này anh em người chơi anh em toàn chạy cục 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 hết rồi, đi chậm cũng phát ra tiếng, như kiểu anh em toàn đi giày bình thường ấy. Chắc là anh em chọn những cái loại giày có thuộc tính giảm đam hay cái gì rồi. Cái giày giảm tiếng chân đi đôi khi đó. Khốn nạn phết, mình bắn được bên server C cũng đi mò người ta nhiều và cũng bị người ta mò như thế nhiều anh em ạ. Bên này thì mình lại thấy anh em khá là ít dùng. Trận này không đông người lắm này. Trận này không đông lắm. Bắn cái map shelter cơ. Map shelter đông. Sa mạc này vẫn ít ít người chơi nha. Rebecca. Em Rebecca đi.
kinh tế anh em ạ. Wow, cái phụ kiện này ngon đấy anh em, phụ kiện này bán hai mấy nghìn đấy, kiện vàng. Phụ kiện nó thơm ấy. Được cái phụ kiện này gánh hết cái đồ trận này rồi. Rồi, sẽ bị điểm tẩu thoát thoát nào. Mình làm cho anh em video để giới thiệu nhiều người, mình video này hơi ít người anh em. Thôi anh em. Chắc là mình sẽ cố làm một cái video nữa ở cái map shelter đi anh em. Mình sẽ cố ra một cái video nữa bắt ở map shelter. Chơi ở Silver Sea thì có cái map sa mạc vùng đất chết dành cho team 4 ấy, bắn thì sướng, nút đồ thích dầu. Silver này lại deck có, nhưng mà được cái Silver này mình chơi thấy kiểu bắn solo nó đông người bắn nó cũng sướng anh em ạ. Tuy rằng mình bắn ngu nhưng mà mình thích có đông đông người cầm bot. Mình tuy rằng bắn ngu ngu một tí nhưng mà có đông người mình vẫn thích. Đó, ok anh em, thôi video này mình kết thúc ở đây nha anh em. Đấy thì anh em, mình làm video này chỉ có là nói đến cái sự khác biệt ở cái bên ngoài thôi, về cái map thôi. Đấy thì anh em thấy hay nhớ để lại cho mình một like như một lượt đăng ký kênh nha anh em. Hẹn anh em ở những video tiếp theo nha anh em. Bye bye anh em.